Cô xin chào các bạn. Đây là video clip thứ 5 trong chủ đề chỉnh ánh sáng và màu sắc cho bộ ảnh Mùa hè đi picnic. Thì các bạn sẽ quan tâm giùm cô đến một cái kết quả. Chúng ta lấy ý tưởng, đôi khi những bức ảnh chúng ta chụp rất là mới, nhưng khi mà chúng ta muốn share cho bạn bè thì mình muốn có gì đó là một kỷ niệm, là một cái gì hoài niệm lại một chút. Do đó, trong cái bức ảnh này thì cô sẽ hướng dẫn các bạn một kỹ thuật cũng khá đơn giản. Nhưng mà thay vì ảnh của chúng ta đang là ảnh màu, màu thật, ảnh mới, thì chúng ta sẽ chỉnh ánh sáng lại cho ảnh và thay đổi màu sắc cho ảnh lại một chút, mang một cái phong cách hoài niệm hơn, hơi cổ điển hơn. Trong hộp thoại layer thì cô ấn Ctrl G để các bạn nhân lên một cái layer mới để giành lại ảnh gốc. Về ánh sáng, cho trường hợp này thì cô lấy ý tưởng là một cái ảnh hơi cũ, một cái ảnh hơi hoài niệm lại. Do đó là về ánh sáng thì cô sẽ không có cân bằng cho hình chúng ta sáng rực rỡ lên, mà cô vẫn muốn giữ cái ánh sáng tự nhiên của nó. Lúc này cô sẽ vào menu Image, nhóm lệnh Adjustment. Các bạn có thể sử dụng giùm cô lệnh Radiant Map. Thì đây là một lệnh cho phép các bạn có thể chỉnh ảnh sang một cái tông màu mới dựa trên cái dãy màu chuyển sắc. Các bạn có thể nhấp chuột vào dãy chuyển sắc để chúng ta chỉnh lại dãy màu. Nếu dãy màu chúng ta đơn thuần là đen trắng thì bức ảnh của bạn sẽ nhanh chóng chuyển về ảnh trắng đen. Nhưng lúc này thì cô sẽ không sử dụng tông màu đen. Cô chọn ô vuông màu bên trái và cô sẽ nhấp vào ô màu color để chọn sang một cái tông màu khác. Lúc này cô sẽ lấy cái màu hơi nâu, một cái gam màu khá đặc trưng nếu các bạn muốn lấy ý tưởng là chúng ta chỉnh ảnh của chúng ta nghiêng về một cái ảnh hơi hoài niệm một chút. Sắc độ càng đậm thì bạn thấy chúng ta giữ được khối của chi tiết hơn. Nếu cũng là cái tông nâu này nhưng bạn để cao ha, thì mình thấy là cái mật độ đen của mình nó hơi bị thiếu. Do đó là các bạn sẽ tăng cái sắc độ đậm nhiều lên một chút nhưng chúng ta đang ở cái tông màu nâu. Nếu các bạn muốn cái sắc nâu chiếm nhiều hơn thì chúng ta sẽ đẩy cái bình mực của mình đi sâu vào bên trong. Tương tự, nếu mà các bạn muốn sắc sáng của chúng ta nhiều hơn thì các bạn sẽ đẩy cái bình mực trắng đi vào bên trong. Nhưng như hồi nãy cô gợi ý, bức ảnh này cô muốn mang một cái phong cách hoài niệm lại một chút. Chính vì vậy thì cô sẽ không tăng sáng mà cô muốn cho cái sắc độ chúng ta hơi ngã màu một chút như vậy. Cô ok đồng ý với kết quả và ok luôn. Như vậy thì lúc này bạn hiểu lớp background là hình gốc, chúng ta đang có hình màu. Layer 1 của cô là hình trắng đen. Cô dùng từ trắng đen thì không chính xác lắm ha. Ảnh đơn màu đi. Lúc này cô sử dụng lệnh Radiant Map để chỉnh bức ảnh chúng ta về đơn màu. Như vậy hoặc là các bạn sử dụng nguyên cái kết quả của ảnh đơn màu này. Hai là các bạn sử dụng giùm cô hòa trộn overlay. Với hòa trộn overlay thì các bạn thấy chúng ta vừa lấy được cái màu gốc và vừa lấy được kết quả của cái sắc nâu là màu mới. Hai màu này hòa trộn lại cho chúng ta ra kết quả một cái màu mà chúng ta thấy nó rất là cổ điển. Nó mang một cái phong cách mà chúng ta thấy là mình hơi hoài niệm. Cái bức ảnh này, cảm giác là bức ảnh này chụp đã rất là xưa, rất là lâu rồi. Để hỗ trợ thêm cái phần kết quả, cô sẽ tiếp tục tạo một layer mới. Ở layer này, cô chọn Fora Background là màu trắng. Và cô sử dụng filter có sẵn của Photoshop, đó là filter tạo mây. Chúng ta sẽ ra được một cái vân mây là sự hòa trộn ngẫu nhiên của hai màu foreground background hiện hành. Thì cô có được một cái vân mây đen trắng. Cô sử dụng hòa trộn multi-fly thì chúng ta sẽ trong suốt được những cái vùng màu trắng sáng ở trên ảnh. Và cô chỉ còn những cái đốm mây là màu đen thôi. Lúc này các bạn có thể giảm bớt opacity của mình. Ví dụ cô giảm bằng 0 để bạn nhìn thấy nha. Đây là cái ảnh gốc của mình. Cô tăng opacity tăng dần thì các bạn thấy là chúng ta có những cái lốm đốm, những cái phần ố vàng ở trên ảnh, tạo cảm giác cho chúng ta có một cái ảnh hơi bị cũ đi, hơi bị lốm đốm chi tiết.
Bạn muốn giảm bớt cái ánh sáng này thì cô sẽ kết hợp lệnh adjustment shadow highlight, là một lệnh mà ở video thứ tư cô đã hướng dẫn, là cho phép các bạn giảm sáng vùng sáng hoặc là giảm tối vùng tối. Trong trường hợp này thì cô có thể là không giảm tối vùng tối mà cô sẽ giảm sáng vùng sáng nha. Thì chi tiết các bạn, chúng ta thấy mình bớt đi cái độ sáng, độ rực rỡ ở trên hình. Đây là lớp cũ, bạn thấy bức ảnh chúng ta còn hơi trong trẻo. Và đối với ảnh cũ thì cô muốn cái độ trong trẻo này bớt đi, do đó là chúng ta có thêm một cái lớp mây. Các bạn điều chỉnh giá trị opacity hợp lý để cái lớp ố màu này chúng ta kiểm soát cái sắc độ nó không quá rực rỡ và nó cũng sẽ không quá bị tối màu quá. Vùng bên đây khi mà cô phủ cái lớp này lên thì bạn thấy là nó có làm cho chi tiết của mình hơi tối hơn hay không? Bởi vì cái ảnh bên dưới là nó cũng đã có cái độ tối rồi. Thì bạn có thể sử dụng dùm cô gom để chúng ta xóa đi cái vùng này. Nếu bạn nào mới làm quen Photoshop thì chúng ta sử dụng công cụ gom, chúng ta xóa đơn giản hơn. Bạn nào đã vững Photoshop thì chúng ta có thể sử dụng mặt nạ để xóa. Cô dùng gom với gom mờ nét và cô sẽ cho kích thước gom to lên. Vùng nào bạn không muốn ảnh hưởng kết quả của layer 1 thì chúng ta sẽ rê chuột vào, chúng ta xóa. Có nghĩa rằng ở layer 1 này các bạn thấy là cô đang xóa cái vùng phía bên trái. Opacity ít quá, các bạn hơi khó nhìn ha, cô tăng lên để bạn dễ hiểu nè. Cái lớp mây của chúng ta bạn không muốn ảnh hưởng ở cái vùng nào trên bức ảnh, chúng ta sẽ xóa đi nha và giữ lại cái khu vực mình cần thôi. Kết hợp với lớp bên dưới, kết hợp lớp bên dưới thì bạn thấy mây chỉ ảnh hưởng ở một góc trời và độ mây này chúng ta cho ít lại nha. Thì bạn thấy là chi tiết trên hình của mình có một cái độ ố màu nha. Như vậy cái lớp này chúng ta ưng hay không thì các bạn có thể kết hợp thêm hoặc là không sử dụng. Thì đây là tùy mình các bạn ha. Thì kết quả vừa rồi các bạn thấy chúng ta đang có một cái ảnh là màu thật. Và các bạn kết hợp với lệnh chỉnh màu Radiant Map, kết hợp với một cái lớp hòa trộn mây thì các bạn ra được một cái kết quả với cái phong cách là ảnh hơi hoài niệm, với cái chất màu hơi xưa cũ một chút. Cô chúc các bạn thực hiện thành công cho những cái bức ảnh tương tự.